Cho các bạn trở lại kênh Cuộc Sống Thú Quê Miền Tây. Giờ mình coi giả trà các bạn. Cái gì vậy? Giả trà ăn gà là ăn lông kiến mày? Ăn cá? Con gà đi. Này bao lại hết trơn các bạn ơi. Còn chỉ bỏ lục bình ra rồi gom vô bắt cá nha các bạn. Mà chậm quá dụng đất khô rồi tội xuống đồng. No. Vỏ trà ở sông ở miền Tây nha các bạn. Cái đủ của ông năm bây giờ. Trời ơi, mày nằm gãy mày chết. Đây này. Đủ trái ghê rồi. Ông chồng đủ trái rồi. Mê luôn. Trời ơi má. Đủ này đủ dây hay sao? Thấy ghê. Trái kinh thiệt chứ. La mệt quá để nó lại nó làm mà thương. Mày qua phần lưới đây để nó làm. Chút nữa cá lên này không chụp. Giờ có gì đâu chụp. Sao? À, các bạn thấy cá giò không các bạn? Rồi các bạn thấy cái lưới bao là hết các bạn. Chúng gọi mà làm cái ống vào đây mà coi ống là bộ giờ mà thấy cảnh nè. Biết nó ống hơi xui vậy. Con tao đâu có dám làm gì nữa, con mày đâu mà mày xuống vậy. Có thằng nào đâu nữa. Có thằng một các bạn thấy trà này là dục từ dưới lên các bạn, mấy cái trà cây này các bạn. Cá nhiều lắm á, chưa gì hết mà cá lắm rồi. Không quen bạn nào nổi nhất lô tay. Nhất lô tay đó. Rồi các bạn đang thấy gom lưới vô các bạn.
từ 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 bỏ gác, có lục bình đâu ra. Này lâu lắm, này 5-6 giờ luôn. Này tới có 6 giờ mới có rồi luôn. Giờ mấy giờ rồi chú? 3 giờ mấy. Trời, quen không? Thiệu cái bẩm môi trời. Con ai hay dữ trời. Người ta ở xứ này là con nít này sợ tôi nha. Ê, bẩm môi là dữ lắm á nha. Nó đang làm mệt cái ông ơi, ông đừng nói ông ơi. Chừng cái xô ông xuống sông á. Bắt lên. Không bắt nè, hồi lại cho tao. Sao chốt vậy? Ừ, tao bắt. Lưỡng bên kia tao bắt rồi sao? Bạch không lên cho ông bộ chạy không biết mà không có.
2 tiếng nữa lại. Nó chơi chưa? Cả tiếng ngoài nữa. Yeah.